Chào chị, em là Đức Mỹ đến từ chương trình Tự Tin Để Đẹp. Mà không biết là ở đây có chị nào tên là Kim Thoa không? Mình là Thoa đây. Em chào chị. Chị Huỳnh Thị Kim Thoa năm nay 29 tuổi, đã lập gia đình và có một cậu con trai. Hiện đang kinh doanh mặt hàng yến và nữ trang tại nhà. Trẻ trung, duyên dáng và cá tính. Thế nhưng điều gì vẫn khiến chị Kim Thoa vẫn chưa tự tin vào bản thân của mình? Không biết là lý do thật sự mà mình đăng ký tham gia chương trình là gì chị? Mình cũng đã lâu rồi không có thay đổi cái phong cách của mình, hồi xưa đến giờ nó vẫn vậy. Mình nhớ có một lần là buổi trưa là đi lấy hàng, xong rồi tới chiều đón con về luôn. Là lúc đó có hẹn khách ở nhà. Lúc mà mình mở cửa vô thì khách nhìn mình, khách tưởng là chắc ô xin hay là cái gì đó. Lúc đó ôi trời ơi, mình cũng hơi thất vọng về bản thân một chút xíu. Thì nhưng chương trình này thì mình cảm thấy là chắc nó là một cơ hội để cho mình thay đổi cái phong cách một chút, đẹp hơn, tự tin hơn một chút để có thể giao tiếp tốt hơn với khách hàng. Lịch trình một ngày của chị thì nó như thế nào chị? Lịch trình của mình thì sáng mình dậy xong rồi đưa bé con đi học, về đi chợ ăn sáng rồi là bắt đầu là ở đây. Cho tới chiều khi mà nếu mà có việc phải đi ra ngoài đi giao hàng hoặc là lấy hàng gì đó thì mình đi, còn không mình lại về nhà. Chồng chưa che nhưng mà mình đã thấy là mình chán mình rồi. Nên mình phải tức tốc mình làm cho nó mới chút xíu hơn. Em thấy chị làm ở lĩnh vực trang sức như thế này thì chắc là cũng phải là có khiếu thẩm mỹ khá là cao đúng không? Dạ, nhưng mà nó hạn chế ở phần trang sức thôi. Còn quần áo thì dở lắm. Thấy người ta mặc đẹp đấy đó, nhưng mà không biết làm sao để đẹp như người ta luôn á. Vậy thì những lúc mà ở cửa tiệm của mình buôn bán thì mình thường ăn mặc những bộ trang phục như thế nào? Thì như bạn thấy là áo thun, quần legging hoặc là quần jean. Những trang phục mà mình có thể di chuyển được, tại vì mình không phải đưa đón con nữa. Chứ còn mà đẹp đẹp nên là cầu kỳ một chút là thôi rồi đó. Nếu mình là đã buôn bán hoặc là kinh doanh cái mặt hàng gì nào đó rồi thì mình coi như là mình là có mặt tiền của cửa hàng đó mà, đúng không? Khách hàng đi vào thì bây giờ trời, ngắm cái cô này trước còn xinh quá đi, mà bán hàng cũng xinh nữa thì mới thích chứ. Nhưng mà cái đó cũng là một cái nhược điểm của mình á. Cho nên là mình cũng muốn thông qua chương trình để mình biết một cái phong cách nào đó nó hợp với mình, rồi từ đó mình theo luôn. Cái khoảng thời gian mà trước khi lấy chồng và sau khi lấy chồng, rồi tới khi mà có bầu rồi sinh con thì có nhiều điểm nào thay đổi về cái phong cách ăn mặc của mình không? Thay đổi cũng hơi nhiều, nhưng mà theo chiều hướng nó đi xuống. Như là trước đó thì như mình còn rảnh rỗi á, mình cũng hay áo này quần kia. Rồi sau đó thì coi như là sinh bé xong là ở nhà, là bắt đầu từ đó cho tới 2 năm, khoảng 2 năm đến tới khi nó đi nhà trẻ là mặc cái gì thấy tiện nhất là cứ bận con người. Không cần biết nó hợp hay không hợp, đẹp hay xấu gì hết. Cứ có là mặc vô thôi, không cần biết cái gì hết. Tới bây giờ thì nó ngơi ngơi được một chút thì lại nhu cầu nó không có cấp thiết lắm á. Muốn mặc cái gì nó tiện lợi để công việc rồi con cái nó nhanh chóng. Hiện tại thì mình đang tự tin nhất chiều cao của mình. Mặc dù nó cũng không có cao lắm, còn lại thì mình thấy cũng bình thường thôi, như bao phụ nữ khác vậy. Mình sẽ đi shopping. Rồi, xin mời chị vào. Wow, em chào anh Lâm. Giới thiệu với chị Kim Thoa, đây là stylist Phúc Lâm. Người sẽ là có những cái lựa chọn phù hợp nhất cho chị để có một bộ đồ trang phục đẹp và giúp chị tự tin hơn. Không tự tin với những lựa chọn trang phục của mình, liệu chị Kim Thoa có tìm được sản phẩm phù hợp tại cửa hàng thời trang Alice? Cái nguyên tắc của một khi mình lựa chọn trang phục á là nó phù hợp với nước da của mình, đó là nguyên tắc đầu tiên. Thứ hai là phù hợp với vóc dáng, nó sẽ che những cái khuyết điểm của mình về cái hình thể của mình. Thì khi mà mình đưa lên được cái thế mạnh của mình rồi thì sẽ tạo sự chú ý của cái người đối diện, thì tất cả những cái khuyết điểm khác có thể là sẽ bị lu mờ đi. Anh Lâm, em nghĩ là em thích cái này á, anh tư vấn giùm em coi có hợp không? Tại sao em thích cái này? Em thích cái phần nó chít eo chỗ này nè, có thể làm ăn gian cái eo của em một chút. Mà nó xòe nữa, em mang về cao gót vô nó cũng ăn gian thêm chiều cao của em một chút. Mới vậy đúng không anh? Cái váy này màu đen thì nó hoàn toàn phù hợp với những cái bạn nữ mà có thân hình mình hơi đầy đặn. Nhưng mà riêng mình nói thêm về phần chít eo để mà ăn gian eo thì cái điều này nó không có đúng. Thông thường là những cái chi tiết mà ôm và chít eo như thế này á, nếu như cái vòng bụng mình không được thon gọn thì nó sẽ làm phô ra. Cho nên khi mình lựa chọn những cái đầm để mà ăn gian được cái phần eo của mình thì tốt nhất hơn lựa chọn những cái đầm chữ A hoặc là đầm xè. Giờ em mới hiểu.
trong trường hợp là mình thích màu đen thì mình cũng có thể là mình phối với những cái màu khác, màu sắc khác sáng hơn. Ví dụ như là mình có thể lựa chọn cái đầm này nó vẫn là màu đen nhưng mà nó phối với màu trắng, và nó những cái chi tiết họa tiết nó làm cho mình trở nên là sống động hơn trong mắt người nhìn. Mình sẽ trẻ trung hơn. Đồng thời với cái dáng váy suông như thế này thì giúp mình sẽ ăn gian được cái phần này. Cái này nó không có đen. Thật ra khi mà mình chọn màu sắc thì mình sẽ nhớ tất cả nguyên tắc là nó có gam màu nóng, gam màu lạnh và gam màu trung tính. Nó sẽ dễ hơn. Ví dụ màu da mình mà nó hơi tối thì mình không thể nào chọn những gam màu nóng được, mình làm cho mình đen hơn. Nhưng mà thôi an tâm, tại da thôi sáng. Cho nên ngay cả với cái màu này là màu nóng, nó vẫn là phù hợp. Nhưng mà mình sẽ chọn cho Thoa một cái bộ trang phục khác, nó sẽ phù hợp với cái sở thích của Thoa và nó sẽ tạo trên Thoa một phong cách mới. Thì hôm nay mình cũng sẽ lựa chọn cho Thoa quần, nhưng mà không phải là quần jean mà là mình sẽ đổi một chút xíu, đó là quần tây. Đây là cái chiếc quần mà mình sẽ chọn cho Thoa. Ngoài màu sắc thì cái vấn đề là cái cách thiết kế và cái kiểu dáng của trang phục nó rất là quan trọng trong cái vấn đề khắc phục cái khuyết điểm ngoại hình. Cái cách thiết kế quần tây hiện nay á, giúp cho chị em có thể tự tin hơn khi mà sử dụng, đó là cái phần cái chân ống nó gọn lại và cái phần hông được mở rộng ra bằng những chi tiết xếp ly như thế này, làm cho trong cái vấn đề mà mình vận động á, nó tạo sự thoải mái dễ dàng hơn. Đồng thời nó sẽ giúp cho cái phần chân của mình nó trở nên thon gọn hơn là những cái quần tây mà cổ điển trước đây là ống đứng, ống tuôn từ trên dưới hoặc là ống rộng. Dạ, em sẽ giúp chị. Đối với màu hồng á, Thoa nên lưu ý là cái màu sắc mà tốt nhất để mình có thể phối hợp đó là màu trắng. Nó tạo nên một cái sự đơn giản, mộc mạc trong cái trang phục mình không có quá lè lẹt. Tại cái màu hồng nó đã đủ sáng rồi, nó đã đủ tạo điểm nhấn cho trang phục mình rồi. Cho nên cái màu mà có thể thích hợp nhất với nó chỉ là màu trắng. Thông thường các bạn nữ mà có cái tố cân thừa thì hay bị cái bắp tay to. Nhưng mà ở đây á, thì nhìn Thoa thì lại bắp tay cũng tương đối. Cho nên ở đây mình sẽ lựa chọn cho Thoa một cái áo sơ mi trắng là áo sát nách. Đây, chất liệu vải chiffon của áo này á, nó tạo nên cái sự thoải mái và mát mẻ trong cái khi mà mình bận, đồng thời nó thích hợp với cái không khí nóng ẩm của cái thời tiết hiện tại. Rồi, với những lý giải của stylist Phúc Lâm thì chị có cảm thấy hài lòng không chị? Mình đang rất là háo hức để thử cái bộ này. Nhưng mà nhớ là với bộ đồ này thì chị nên mang giày cao gót, tốt nhất là những cái đôi giày cao gót màu sáng, hoặc nếu như mà có màu hồng thì càng tốt. Rồi, bây giờ nước Mỹ cũng đang rất là nôn nóng, cho nên thôi thì chắc nhờ anh Phúc Lâm cũng là đưa chị để đi thử bộ đồ này nha. Rồi, xin mời hai người. Để hoàn thiện hơn phần làm đẹp của chị Kim Thoa thì chắc chắn là chúng ta sẽ không thiếu các chuyên gia của J-First Tokyo. Xin chào các chuyên gia. Giới thiệu với các chuyên gia, đây là chị Kim Thoa, nhân vật của chương trình Tự tin để đẹp. Hôm nay image change したいということですので、長さを肩の上ぐらいまでボブベースで切りたいと思います。前髪は長めであえて残してちょっと上品な大人なイメージ、色も紫っぽい色で、今すでに紫っぽい色入ってるんですけど、もうちょっと艶っぽい紫をかぶせて上品なイメージに仕上げたいと思います。とメイクアップはヘアスタイルが上品なので、それに合わせて、まあ、すごく綺麗な二重をしてるからラインを強めに入れて、まあ、少し大人っぽいエレガントに少し強い感じを足していけたらいいかなと僕は今考えています。Chị Huỳnh Thị Kim Thoa, người đang muốn tìm kiếm một diện mạo mới sau thời gian dài không quan tâm đến ngoại hình của mình. Vậy Tự tin để đẹp sẽ thay đổi chị ra sao? Vậy là giây phút hồi hộp và mong đợi nhất cũng đã đến rồi. Liệu là hình ảnh của chị Kim Thoa trước và sau khi biến thân sẽ như thế nào? Và trước tiên thì hãy cùng Đức Mỹ lắng nghe những chia sẻ của các thành viên trong gia đình chị ấy nha. Lúc trước thì vợ mình cũng xe xua lắm. Nhưng mà sau khi mà có con trai thì nó cũng dắt cũng bệnh chồng con, cũng không có được điều đà như hồi xưa nữa. Thời gian đến đây chắc bé nó lớn hơn, nó khá là mệt mỏi. Mình cũng động viên vợ cũng nên làm gì đó để thay đổi. Xin mời sự xuất hiện của chị Kim Thoa ạ. Wow. Điều gì đã xảy ra? Và đây chính là chị Huỳnh Thị Kim Thoa. Thấy ông xã cứ cười miệng rất là tươi luôn. Mà nhìn thấy vợ anh có cảm thấy hài lòng không ạ? Có vẻ lớn hơn cái phong cách của vợ thích mình trước. Nhưng mà mình nghĩ là rất là mạnh mẽ.
Chị có cảm nhận như thế nào khi mà cái tấm màn ở trên kính kéo xuống ạ? Trước đó thì mình rất là hồi hộp để mình coi coi diện mạo mình thế nào. Rồi lúc mình mở ra, wow, chứ đẹp hơn rất là nhiều, mà cũng lạ nữa, lạ mắt hơn thứ thường ngày. Thấy rất là thích. Sự kết hợp ấn tượng của chiếc quần Âu cách tân màu hồng nổi bật và chiếc áo sơ mi trắng sát nách với thiết kế độc đáo do stylist Phúc Lâm lựa chọn đã thực sự biến vẻ ngoài của chị Kim Thoa thêm sành điệu và cá tính. Mái tóc dài quen thuộc đã biến thành kiểu tóc ngang duỗi cúp ôm sát mặt, và phần trang điểm nhẹ kết hợp màu son hồng không chỉ phù hợp trang phục mà tạo thêm sự nữ tính cho chị. Quá trình thay đổi đã hoàn tất. ヘアがもうきっちりと型に入っているスタイルだったので、それを引き立てるためにもともと目が綺麗なモデルさんだったので、目を強調するようなメイクをしてみました。結構まあ長かったんですけど、イメージチェンジしようっていうことで、ボブを提案させてもらって、この髪ならボブハマるなっていう髪質の方だったので、思い切って切って、カラーはもともと紫が入ったので、紫がより強調するように出したお腹出した強い紫を入れました。ラルティンに感謝2專家だlột xác cho em lần này, cảm thấy rất là hợp với phong cách của mình, cũng rất là đẹp. Vậy là một ngày trải nghiệm với chương trình Tự Tin Để Đẹp, nhân vật của chúng tôi đã hóa thân, hoàn thiện hơn và đẹp hơn, tự tin hơn trong cuộc sống. Và đến đây thì Đức Mỹ cũng dành một lời cảm ơn chân thành nữa dành cho quý vị khán giả. Xin chào và hẹn gặp lại.